nhanh như chớp. Chủ gì mà không làm chủ ai cả? Chủ gì không làm chủ ai cả hả? Chủ nhật. Lên. Trời. Wow. Bé thông minh dễ sợ trời. Đơn giản nhẹ nhàng. Ai là người có thể đi vòng quanh thế giới mà không cần visa hay hộ chiếu? Ma. Ma. Hơi đánh lại. Đúng, chính xác. Vợ ai? Trẻ con trong bụng mẹ. Đúng, chính xác. Em bé trong bụng mẹ. Đúng. Vì sao loài chim thường bay về phương Nam tránh rét? Vì sao loài chim thường bay về phương Nam tránh rét? Tránh rét. Bởi vì ở phương Nam nóng. Thì vì ở phương Nam ấm hơn. Đúng rồi, ở phương Nam nóng. Chính xác. Yeah. Ăn quả như kẻ trồng cây, vậy ăn đấm thì nhớ gì? Ăn đấm hả? Ăn đấm nhớ gì ta? Ăn đấm nhớ người đấm. Nhớ thằng đấm lên. Đấm nhớ đấm. Long não còn được gọi là gì? À, băng phiến. Lên. Yeah. Bọn em gọi là bạch phiến. Con gì có thể thở bằng chân? Con gì có thể thở bằng chân? Con gì thở bằng chân? Không có con gì thở bằng chân. Không chính xác, ốc sên. Con này khó quá. Ủa, ốc sên có chân hả? Chú của ba mình gọi là gì? Chú của ba. Chú của mình gọi là ông. Lên. Khó nhỉ, tôi khó nhỉ. Ba của chú mình gọi là gì? Ông nội. Lên. Chú của chú ba gọi ba của ba chú bằng gì? Chú của chú. Chú của chú ba gọi ba của ba chú bằng gì? Bằng tên. Phải gọi bằng tên mà, ai cũng phải gọi nhau bằng tên mà. Bằng tên hoặc là bằng miệng. Lên. Yeah. Cũng được nữa hả? Được chưa? Hay á. Câu thả ký gì là hành động nhưng không phải là ký tên? Ký gì ta? Cứ thả. Thôi, mình dừng ở đây được. Em yên tâm đi. Ngọc Thảo làm sao vượt ký qua à? Được. Ký hả? À? Ký gì ta? Ký. Hết giờ. Ba đã bán liên tiếp chính xác chung. Ba thôi hả? Thảo thông minh lắm đó. Không được. Tại vì